kính chào quý thân tín hữu một lần nữa chúng tôi xin dâng lên thiên chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu việc chúa với quý vị và các bạn hôm nay chân thành cảm ơn ưu tiên và thi giờ quý vị dành cho chương trình văn hóa niềm tin tiếp tục những bài học của chữ biết đề tài của chúng ta hôm nay là biết tư duy tích cực chúng ta thường suy nghĩ hoặc đánh giá bản thân mình quá thấp hoặc là quá cao vì vậy đức chúa trời ban cho chúng ta những chân lý trong kinh thánh để giúp chúng ta nhìn và nghĩ đúng đắn về chính mình chúng ta dễ dựa vào dư luận để đánh giá nhưng đức chúa trời dựng nên chúng ta không chỉ có bề ngoài để cho người khác đánh giá đâu cái nhìn và suy nghĩ về bản thân thật ra không thể dựa vào hoàn cảnh không thể dựa vào cái thước đo của con người vì nếu dựa vào những cái thứ thuộc về thế gian để đánh giá con người của mình thì rất có thể sẽ cảm thấy yêu đời, hạnh phúc hôm nay, nhưng ngày mai có thể rất chán đời. Sứ đồ phô lô khuyên con dân Chúa rằng, vậy ở trong Chúa đó, ở trong Chúa đó, tôi nói và khuyên này anh chị em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa. Vì họ sống theo cái ý tưởng hư không của mình. Trần Lý, lời thánh kinh cho biết, Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh của Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ và trái đất này. Rồi Ngài quyết định dựng nên quý vị các bạn chúng ta bằng ảnh tượng tiêu chuẩn của Ngài. Không có một tạo vật nào khác để được Ngài dựng nên theo cái cách đó cả. Chúng ta là những tạo vật duy nhất và Đức Chúa Trời quyết định tạo nên theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta cần nhận biết mình là tạo vật đặc biệt và rất là quý báu đối với Đức Chúa Trời. Có giá trị độc đáo. Chúng ta cần có cái nhìn tích cực về bản thân về Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta một cách quý báu và đặc biệt. Đó là tư duy tích cực. Giá trị của chúng ta đặt trên quyết định của Đức Chúa Trời làm chúng ta trở nên giống như Ngài, mang dấu ấn và hình ảnh của Ngài. Hãy tư duy tích cực như thế. Nắm vững chân lý đó, quý vị và các bạn sẽ nghĩ tích cực về chính mình vì giá trị của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán: "Chẳng năm con chim sẽ bán được với hai đồng tiền sao?" Dù vậy Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Ngay cả tóc ở trên đầu các con cũng đã được đếm rồi. Đừng sợ vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ. Sánh với chim sẻ, sánh với hoa huệ ngoài đồng, chúng ta có giá trị hơn nên hãy tư duy tích cực. Khi bị cám dỗ suy nghĩ tiêu cực về mình Thì hãy nhìn loài chim sẻ đi Và dâng lên Chúa lời tạ ơn Vì Ngài luôn chăm sóc chúng ta Ngài quan tâm đến nỗi ngài đã đếm chúng ta để biết có bao nhiêu tóc còn trên đầu. Có người Chúa đếm rất mau, rất dễ mà có những người rất là phức tạp để đếm. Nhưng tất cả Chúa đã đến, Chúa đã đếm, Chúa đã tìm, Chúa đã sẵn lòng yêu thương chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh tình huống nào mà chúng ta đang ở trong đó thực phẩm cần thiết cho thể xác thế nào thì tư duy tích cực cần thiết để bồi bổ cho tinh thần thể ấy nhận biết về giá trị chính mình một cách đúng đắn sẽ giúp chúng ta vững tin và vững bước tiến vào đời sống hàng ngày của chúng ta tư duy tích cực sẽ đem lại nhiều lợi ích vì song song với sự phát triển về mặt thể xác là sự phát triển về mặt tinh thần. Những suy nghĩ về bản thân mình sẽ quyết định mình trở thành người như thế nào. Lời Chúa dạy, vì hắn tưởng trong lòng thế nào đó, thì hắn sẽ ra như thế ấy. Nếu mà tưởng thế nào mà ra thế ấy, thì hãy tưởng những điều cao đẹp, để tư duy tích cực thì nó sẽ ra thể ấy nếu chúng ta luôn tự ti mặc cảm nó đánh giá thấp cái bản thân mình đó thì khi đối diện với những khó khăn thách thức trong đời sống chúng ta sẽ tin là mình không làm được rồi sẽ đầu hàng trước hoàn cảnh và không bao giờ tiến xa hơn được nhưng nếu chúng ta có cái nhìn tích cực về bản thân và nhìn cuộc sống bằng đôi mắt đức tin tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi vì đấng ban thêm sức cho tôi nên tôi sẽ làm được mọi sự như thế là tư duy tích cực chúng ta có tiềm năng làm được những việc lớn và khó cho chúa và người khác nếu chúng ta bằng lòng phó thác mọi việc cho chúa điều động thực tế của người chúng ta bị chi phối bởi những hoàn cảnh và nhận thức riêng của mình hoàn cảnh là những việc xảy đến cho chúng ta và ở quanh chúng ta chúng ta không thể chận đứng hoặc thay đổi hoàn cảnh những khó khăn đau khổ thách thức trong cuộc đời tạo thành đời sống của chúng ta nếu chúng ta có những thất bại hoặc sự xấu hổ nào đó sự đau khổ nào đó thì nó để lại chúng ta những dấu ấn trong cuộc đời đó là lý do người ta nói con người là sản phẩm của hoàn cảnh điều đó có thể tác hại đến cái tư duy tích cực mà chúng ta đang phải có Nhận thức là những gì chúng ta nói với chính mình Ý thức là sự suy nghĩ của chúng ta trước hoàn cảnh Ý thức làm chủ hành động Nếu sợ không làm được thì chúng ta sẽ thui lùi Nếu tin Chúa giúp chúng ta thành công thì chúng ta sẽ tiến tới Tiến tới Tiến tới trong sự tin kính Chúa Tin cậy Chúa là tư duy tích cực Bày tỏ đức tin của mình Ý thức tạo nên con người chúng ta nhưng chúng ta có thể thay đổi tư duy của mình Hoàn cảnh tạo nên con người của chúng ta Nhưng cách chúng ta đáp ứng với hoàn cảnh Và sự tư duy sẽ hình thành cuộc đời còn lại của chúng ta Một nhà thần học Reinhold Neighbor Ghi lại lời cầu nguyện rất ý nghĩa Để tư duy tích cực Chúng ta có thể cầu nguyện thế này Lạy Chúa xin ban cho con cái tấm lòng bình tĩnh Để chấp nhận những điều không thể thay đổi Xin Chúa ban cho con sự can đảm Để thay đổi những gì có thể thay đổi Ôi quan trọng hơn hết Xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan Để phân biệt điều nào là điều nào Điều nào quan trọng Cần có can đảm để thay đổi đây Đó là những tư duy tiêu cực bi quan chúng ta cần can đảm thay đổi cái cách tư duy, cách suy nghĩ, cách nhìn vấn đề. Theo lời dạy của Chúa, hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Chúng ta cần nhờ Chúa thay đổi tâm trí để có một tư duy tích cực về bản thân trên nền tảng của đức tin nơi Chúa. Chúng ta phải làm việc thưa quý vị. Làm việc vì tâm trí chúng ta không hướng về điều thiện lành mà làm thì sẽ chứa đựng biết bao ý tưởng gian ác. Chúng ta cần làm việc cho tâm trí mình đầy dẫy lời của Chúa và những ý nghĩ tốt đẹp. Phải dùng cái chữ làm vào đó. Chúng ta ngồi, bát tay lên trán suy nghĩ, phải thực tế hóa, hành động hóa tất cả những suy nghĩ tích cực của chúng ta trở nên những tư duy tích cực và biến ra những hành động bằng chữ làm chúng ta thắng được những ý xấu bằng cách suy nghĩ suy nghĩ đến những ý tưởng tốt hơn đó là nguyên tắc để thay thế cái xấu bằng cái tốt đừng để điều ác thắng mình nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác kinh thánh dạy tư duy tích cực bằng phương pháp thay thế cái tư duy tiêu cực Thay thế những ý tưởng xấu bằng những ý tưởng tốt Thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực Hãy ngưng suy nghĩ tiêu cực Loại bỏ ác ý ra khỏi tâm trí chưa đủ Chúng ta cần lấp đầy Cái khoảng trống trong tâm trí của chúng ta Bằng lời của Chúa Bằng những ý tưởng yêu thương tha thứ lạc quan Hy vọng tin kính Nếu không ác tưởng sẽ trở lại làm đầy tâm trí tấm lòng của chúng ta và trì và kéo và lôi chúng ta xuống sứ đồ follow dạy, hãy điều gì chân thật điều gì đáng trọng điều gì công bình điều gì thanh sạch điều gì đáng yêu chuộng điều gì đáng biểu dương nói chung là điều gì có đức hạnh đáng khen ngợi thì anh chị em phải nghĩ đến, phải nghĩ đến là bắt đầu tư duy tích cực theo cái chiều hướng đó để tăng trưởng. Hãy thay thế những cái điều thuộc về xác thịt của con người cũ chúng ta bằng sự hiện diện, quyền năng và mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Phải chú tâm vào những điều ở trên trời thay thế cho sự chú tâm những điều thuộc về trần gian này, những điều ở dưới đất này nếu để Chúa Thánh Linh làm đầy đời sống của mình Chiếm hữu đời sống của mình Chiếm hữu tâm trí, tâm hồn của mình Thì Ngài sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ Để sống đời sống nên thánh trở nên những công cụ hữu ích Cho mục đích của Ngài Bí quyết sống đắc thắng tội lỗi Không chỉ là tránh xa tội lỗi Nhưng là theo đuổi sự nên thánh Sư đồ phô lô dạy Thanh niên Timothée rằng Hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính đức tin yêu thương hòa thuận với những người kêu cầu chúa bằng tấm lòng thanh sạch kính thưa quý vị và các bạn tư duy tích cực mang lại nhiều lợi ích lắm nó sẽ giúp chúng ta có năng lực hơn giúp chúng ta sẽ xả bớt đi cái áp lực trong công việc tạo nên ý chí vượt qua khó khăn dễ đạt đến thành công thêm cho chúng ta có sự tự tin vui vẻ trong cuộc sống chúng ta sẽ truyền được cái cảm hứng và sống lạc quan giữa những người đang cần lấy một tư duy tích cực cho chính họ và nhìn chúng ta có tư duy tích cực thì cũng ảnh hưởng đến những người khác mà nâng đỡ họ những người có suy nghĩ tích cực là người thành công trong hoàn cảnh bình thường và chính họ cũng là những người vượt qua được những tình trạng hiểm nghèo nguy hiểm trong đời sống nhưng trong thực tế tự mình chúng ta khó tư duy tích cực lắm tự mình chúng ta không có điều gì để tự hào đâu vì kinh thánh khẳng định như thế này mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của đức chúa trời sứ đồ Lô viết cho các tín hữu tại thành philip khi ông đang ở trong tù cái bức thơ này bày tỏ cái sự bình an và niềm vui lá lùng mà ông đã kinh nghiệm được ở trong chúa ở trong tù đó là sự thiếu thốn và mất tự do biết bí quyết tư duy tích cực về chính mình và hoàn cảnh mình đang sống là ở trong chúa là nhờ ơn của chúa ban thì tự mình chúng ta không thể có cái nhìn tích cực về bản thân, về cuộc đời và tương lai. Khi ở trong tù, nhưng vì sư đồ Phaolô ý thức rằng ông ở trong Chúa Cơ Thể Giêsu thì cái tư duy tích cực của sư đồ Phaolô về bản thân nó là cái tư duy tích cực bởi Chúa ban cho mà nhiên có hoàn cảnh khắc khe, thiếu thốn, tù ngục bằng một cái sức mới của Chúa. Ông làm được vì Chúa ban thêm sức cho ông để ông có thể tư duy tích cực như thế. Tác giả Hebrew viết, chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn chúa giúp đỡ tôi tôi sẽ không sợ người đời làm chi tôi được tư duy tích cực mạnh mẽ như thế đối phó với những ưu tư về bản thân hay cái nhìn bi quan về cuộc hành trình trước mặt hãy nhớ lại lời chúa tin cậy chúa là đấng phán hứa và kêu gọi chúng ta tiến bước theo ngài giữ vững một thái độ trung tín tích cực Đừng nhìn lại phía sau Nhưng hãy nhìn đến tương lai Hãy bước từng bước với Chúa Nếu quý vị và các bạn Cần gì hãy cầu xin với Chúa Vì Chúa đừng sợ ta ở với người Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời Người ta sẽ Bổ sức cho người Phải ta sẽ giúp đỡ người Lấy tay hữu công bình Tay hữu công chính của chính Chúa mà nâng đỡ người trong mọi hoàn cảnh Hãy tư duy tích cực trong những ngày còn lại cuộc đời của chúng ta và trong thời gian đến đây cầu xin chúa chúng ta khởi sự tiến bước mạnh dạn sống một cách tích cực từ trong những suy nghĩ và từng trong hành động thái độ của chúng ta sao cho được ích lợi theo lời của chúa đã nhắc nhở chúng ta một lần nữa xin cảm ơn ưu tiên và thi giờ quý vị dành cho chương trình văn hóa niềm tin Tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong sứ điệp lần này.